Kai Guo Lin, 38 tuổi và Kai Guo Fan, 55 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc, được tòa phúc thẩm giảm 10 đến 12 tháng tù về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Bản án ngày 26 tháng 2 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đánh giá bị cáo Kai Guo Lin và Kai Guo Fan đã ăn năn hối hận, thành khẩn nhận tội như kết luận của cấp sơ thẩm, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Kai Guo Lin mức án 24 tháng tù, giảm 12 tháng, Kai Guo Fan án 20 tháng tù giảm 10 tháng. Kai Guo Lin và Kai Guo Fan tại phiên tòa phúc thẩm, ảnh Nguyễn Anh. Theo bản án tuyên cuối tháng 10 năm 2019 của Tòa án Nhân dân Hà Nội, Kai Guo Lin sang Việt Nam làm việc tại một phòng khám đa khoa trên phố Trần Duy Hưng, Hà Nội. Tháng 11 năm 2017, Kai Guo Lin về nước, xin vào làm tại bệnh viện tư nhân hiếm muộn và thụ tinh ống nghiệm. Trong quá trình làm việc, Kai Guo Lin và đồng hương Kai Guo Fan nhận nhiệm vụ cùng sang Việt Nam tìm người mang thai hộ, cấy phôi ở Campuchia rồi đưa về Trung Quốc. Nhóm của Kai Guo Lin bị cáo buộc đưa 7 phụ nữ Việt Nam sang Campuchia để thực hiện kế hoạch này. Bản án sơ thẩm nhận định Kai Guo Fan đồng phạm với Kai Guo Lin về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, theo Điều 187 Bộ Luật Hình sự 2015. Liên quan vụ án, ba bị cáo khác không kháng cáo, chấp nhận hình phạt 15 đến 20 tháng tù. Hạ Nguyên, Les Blood Ash, Oi.